Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Các nghi lễ hôm nay xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse, Anna, cho tổ tiên nội ngoại, cho thai nhi, cho gia đình được bằng an, cho các linh hồn và xin được như ý. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài ca nhập lễ mà ca đoàn vừa hát lên nói lên cái tâm tình của đêm nay. Trời hân hoan, đất tưng bừng reo ca, cả trời đất đều hân hoan vì Thiên Chúa làm người. Và chúng ta đã bày tỏ cái niềm hân hoan ấy qua phần hoan ca, với tiếng trống, tiếng kèn, với lời ca tiếng hát, với điệu múa cung đàn, chúng ta bày tỏ niềm vui mừng kỷ niệm con Thiên Chúa xuống thế là làm người năm 2023. Và tiếp theo chúng ta đã cùng diễn lại cái bối cảnh mà con Thiên Chúa xuống thế làm người, nhưng không chỉ cách đây hơn 2000 năm mà hiện tại hóa ở trong đời sống của giáo xứ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để kỷ niệm qua việc tái hiện chính việc hạ sinh của con Thiên Chúa nơi bàn thờ này qua việc cử hành thánh lễ. Khởi đầu cho việc mừng kính biến cố trọng đại này, chúng ta cùng xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chuyên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Đường lối thăng ấy.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về quê, về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilê lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ,
Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ nhận thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cứ vào mùa Giáng sinh, chúng ta lại được nghe cái bài hát rất quen thuộc: Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Nếu như lễ Giáng sinh mà bài hát này không được cất lên thì xem ra có vẻ như thiếu cái gì đấy. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Khi mà chúng ta bị lạnh thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần được sưởi ấm. Chúng ta cần được sưởi ấm bởi than lửa. Khi không có than lửa hay khi không có những phương tiện hiện đại, chúng ta cần đến sự sưởi ấm của người khác. Bạn này chúng ta ngồi ngoài sân, trời lạnh hơn, chúng ta lạnh hơn. Vào trong nhà thờ, chúng ta thấy ấm áp hơn. Và khi chúng ta càng ngồi gần nhau, chúng ta sẽ thấy ấm hơn nhiều. Việc sưởi ấm là điều rất cần thiết mỗi khi lạnh. Và khi chúng ta càng có sự liên đới, càng có sự gắn kết, càng có yêu thương và chia sẻ, thì việc sưởi ấm sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Chúa sinh ra trong đêm lạnh lẽo và Chúa cũng cần được sưởi ấm. Chính vì thế mà trong hang bò lừa thì những con vật đó đã trở nên những hơi ấm để sưởi cho Chúa hài lòng. Một khung cảnh rất là bình dị nhưng lại rất dễ thương. Một khung cảnh rất tầm thường đấy nhưng mà lại đầy tràn tình yêu. Ngày xưa Chúa cần những con bò, con lừa để sưởi ấm. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục cần chúng ta sưởi ấm. Nghe có vẻ hơi lạ lùng đấy nhưng mà Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm, bởi vì Chúa xuống thế làm người không chỉ một lần mà Chúa xuống thế làm người mỗi ngày ở nơi chính mỗi người chúng ta và ở nơi anh chị em của chúng ta, đặc biệt là nơi những người kém may mắn, nơi những người nghèo khó, nơi những người đang cần sự nâng đỡ, nơi những người đang cần sự ủi an, nơi những người đang cần sự sưởi ấm của chúng ta. Thế giới ngày hôm nay người ta ví như một ngôi làng vậy. Ngồi ở đây, chúng ta biết chuyện ở bên Tây, bên Tàu. Chỉ cần một cái bấm điện thoại, chúng ta biết nhiều thứ. Đấy nhưng mà cái thế giới được ví như ngôi làng này cũng không phải sưởi ấm được cho tất cả mọi người. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người đang sống trong sự cô đơn. Vẫn còn rất nhiều người đang sống trong sự lạnh lẽo mà nó đến từ chính những con người. Chính vì thế mà Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm cho Chúa nơi anh chị em của chúng ta. Chỉ có điều mình có nhận ra Chúa hay không. Ban ấy trong phần diễn nguyện có một cái cảnh Thánh Giuse dẫn Đức Maria đi vào giáo xứ Hoàng Nguyên.
Thế nhưng mà không ai nhận ra cả. Các bạn trẻ thì chỉ nhìn thấy đây là những con người lập dị. Thời hôm nay mà vẫn còn những người mặc cái bộ trang phục như thế này, không nhận ra được, và họ vẫn tiếp tục với cuộc vui chơi của mình. Các chú bảo vệ hay những người đi chợ thì cũng không nhận ra sự hiện diện của Thánh Giuse và của Đức Maria. Thay vì đón nhận thì giới thiệu đi nơi này nơi kia. Để rồi kết quả Giuse dẫn Maria ra hang đá ở góc vườn và sinh hạ thai nhi ở đó. Cái khung cảnh đó rất là bình dị, thế nhưng mà vẫn nói với chúng ta rằng Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Bởi vì chúng ta không nhận ra, cho nên chúng ta thấy rằng việc sưởi ấm cho Chúa là một điều gì đó có vẻ như không bình thường. Chúa vẫn cần chúng ta sưởi ấm. Chúa cần chúng ta sưởi ấm bằng việc chúng ta chia sẻ cuộc sống cho nhau, bằng việc chúng ta nâng đỡ nhau, bằng việc chúng ta thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc, sự ưu ái qua ánh mắt, qua lời nói, qua nụ cười, qua thái độ tốt lành của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta được sưởi ấm bằng chính việc tham gia của chúng ta vào những công việc chung của giáo hội. Chủ đề mà hôm nay chúng ta đã được mời gọi suy gẫm đó là cùng tham gia xây dựng giáo hội. Đây cũng là chủ đề của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi chọn năm 2024 là năm mời gọi chúng ta tham gia. Năm ngoái chúng ta đã sống mầu nhiệm hiệp thông, năm nay chúng ta tham gia vào các công việc của giáo hội. Bởi vì giáo hội không phải chỉ là giáo hội của các đức giám mục, của các linh mục hay của các tu sĩ, cũng chẳng phải của những ông trùm bà quản hay những người lãnh đạo hội đoàn, mà giáo hội là của tất cả mọi người chúng ta. Cái logo của năm Công nghị Giáo phận Hà Nội vẽ rất là hay. Trong một cái đoàn người đang trên hành trình tiến về nhà Chúa, thì ở đó có giám mục, có linh mục, có tu sĩ, có nam, có nữ, có người già, có người trẻ. Mọi thành phần đều đi chung với nhau và đi theo thánh giá của Chúa Kitô. Thành thử ra khi mà chúng ta tham gia vào những công việc của giáo hội một cách nhiệt tâm, chúng ta đang sưởi ấm cho Chúa. Và năm nay với Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục mời gọi chúng ta canh tân đời sống đức tin cộng đoàn, canh tân đời sống đức tin hội đoàn, để làm cho cái mục đích của một hội đoàn đạo đức trong giáo hội đi đúng hướng. Không phải gia nhập hội đoàn chỉ để mỗi năm chén một lần, không phải gia nhập hội đoàn chỉ để thỉnh thoảng gặp gỡ nhau vui tươi, nhưng gia nhập một hội đoàn để sống đức tin, gia nhập hội đoàn để sống đức ái, gia nhập hội đoàn để cùng loan báo tin mừng. Và để làm được cái điều đó thì rõ ràng mọi thành phần trong hội đoàn đấy đều phải tham gia một cách tận tình. Khi mỗi người chúng ta đều tham gia vào những công việc chung của hội đoàn, của giáo xứ, của giáo hội và của xã hội, chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau và sưởi ấm được cho Chúa. Chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy bình an, tìm thấy hạnh phúc và tìm thấy niềm hy vọng. Thiên Chúa xuống thế làm người để chia sẻ cuộc đời với chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Nhưng Ngài không làm tất cả mọi sự. Ngài đến như ánh sao dẫn đường, chúng ta đi theo ánh sao đó. Ngài đến để mời gọi, nhưng Ngài đến không phải để ép buộc. Chớ gì mỗi người chúng ta không chỉ đón nhận ân sủng từ nơi Chúa, mà chúng ta còn mang ân sủng đó để giải ra trong cuộc đời này
Nếu như Chúa cần chúng ta sưởi ấm, chúng ta hãy sưởi ấm cho Ngài bằng việc tham gia, bằng việc xây dựng tình liên đới giữa con người với nhau. Xin niềm vui Giáng sinh ở với chúng ta, và xin niềm vui Giáng sinh giúp chúng ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau để cùng xây dựng giáo xứ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Cho gì được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Đóng đanh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người cho chúng ta. Trong niềm vui của đêm thánh này, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu xin. Cầu cho Hội Thánh hoàn cầu, xin Chúa canh tân và thánh hóa, để Hội Thánh trở lên chứng nhân tình yêu của Chúa giữa thế gian. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Cầu cho mọi dân tộc trên thế giới, xin Chúa cho các dân tộc đón nhận được bình an mà Chúa ban trong đêm con Chúa giáng trần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Cầu cho những người đau khổ tinh thần và thể xác, xin Chúa cho mọi việc con Chúa xuống thế làm người trở lên nguồn an ủi và nghị lực cho họ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Cầu cho cộng đoàn tham dự phụng vụ, xin Chúa cho tất cả chúng ta được hưởng niềm vui thánh thiện của đêm Giáng sinh này. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa,
xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Cha, xin đoái thương nhận lời dân Cha khẩn cầu trong đêm nay, đêm mà Cha biểu lộ tình yêu của Cha nơi máng cỏ Bê-lem. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta đồng vương vinh danh Chúa và hiếu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng sinh này và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể. Xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân người, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Anh ca, anh ca.
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, chúc tụng đấng kể đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên các thần trời. Lạy Cha đất nhân từ nhà Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con. Chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng đêm cực thánh là đêm Đức Maria đã sinh đấng cứu thế cho trần gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse bạn Đức trinh nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê, Giacôbê, Gioan, Thomas, Giacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Simon và Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Gioan và Phaolô, Cosma và Damiano, cùng toàn thể các thánh. Vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chi ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyển,
bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình vào máu cực thánh con Chúa, chúng con được đầy tràn ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa được ghi dấu đức tin đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcelino, Ferro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Anne, Cecilia, Athanasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa xưa cảm Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con sắp đã nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Xin
lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô xin giữ con cho con được sống muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã có một buổi tối rất là tuyệt vời. Để có được buổi tối hôm nay, chúng ta phải kể đến công lao của rất nhiều người. Tôi xin thay lời cho cộng đoàn cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng với các hội đoàn, các cá nhân đã tham gia trang trí ở khu vực nhà thờ, nhà xứ, hang đá và khu nhà mục vụ. Xin cảm ơn Thầy xứ đã đạo diễn chương trình hoan ca của đêm nay. Cảm ơn Sơ Hồng đã giúp cho chương trình diễn nguyện cùng với 150 diễn viên làm nên một buổi diễn nguyện rất là ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn tất cả các hội đoàn, các cá nhân, đặc biệt chúng con thiếu nhi đã tham gia rất nhiệt tình trong suốt cả mùa vọng học tập để có được đêm mừng Chúa Giáng sinh hôm nay. Xin cảm ơn ca đoàn, hội trống, hội kèn đã làm cho thánh lễ hôm nay đều trở nên trang trọng hơn. Và tôi cảm ơn tất cả những ai đã góp phần cách này cách khác để cộng tác vào việc trang trí và mừng lễ Giáng sinh này. Chúng ta cùng cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, Đấng đã ban cho chúng ta quà tặng quý giá nhất là chính Con một của Ngài, để ở với chúng ta, chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Chúc lành cho tất cả mọi người, cho mọi gia đình, để niềm vui Giáng sinh, để bình an của Đấng Emmanuel luôn ở mãi với chúng ta và giúp chúng ta hướng đến niềm hy vọng và cái đích điểm cuộc đời, đó là được chia sẻ vinh quang với Chúa. Xin được mừng lễ tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Ra đây chúng ta cùng đi ra bên ngoài nhà thờ để chúng ta viếng hang đá. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đêm sáng huy hoàng, thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng. Ngợi mừng ngôi hai Chúa Con, đã vì yêu thương chúng nhân, liền Ngài cao quý vinh xa. Bỏ lửa thời sưởi ấm ngôi lời, bần hàn sinh trong hang tối giữa trời, mục đồng vây quanh sương ca
thiết tha đã quá yêu người thế trời. Vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mới, ca vang khắp nơi ngàn đời không ngơi, vì Ngài đã ban chính con một ngày. Xin cho chúng con giàu lòng thiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ơn, một đời vui sâu mãi trong bình an. Tìm về Bethlehem theo ánh sao trời, lễ vật bà vua dâng tiến ngôi làng, mọc dược nhu hương ngát thơm, vàng dòng tinh khiết thắm xinh, và niềm tin mến vô biên. Mời người về đây cung kính dâng lời, thờ lạy hài nhi con Chúa vua trời. Người là Thiên Chúa chí nhân, Người là vua trên các vua, đã xuống làm người thế trời. Vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mới, ca vang khắp nơi.